Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng trải lòng dưới những cây ánh sáng bình minh tại công viên trung tâm, công viên ánh sáng của Vinhome Grand Park quận 9. Đây là những tia nắng ấm áp sáng của ngày mới, lúc công nhân vẫn còn chưa vào ca. Vinhome Grand Park quận 9 sẽ là môi trường sống vô cùng lý tưởng cho những cư dân sẽ chọn nơi này làm nơi định cư lâu dài. Các anh chị và các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để có được những video clip mới nhất mà mình sẽ cập nhật liên tục về dự án Vinhome Grand Park quận 9 và những dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu các anh chị và các bạn có nhu cầu thuê, mua hay ký gửi cho thuê, chuyển nhượng, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Mình cũng sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi flycam.